Chương trình Sóng Tin Mừng, trang tin mừng cho người nghèo xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 2 2019, chương trình Sóng Tin Mừng gồm có Dân Thành Athens, Rượu Tình Thương, Chúng Ta Quyết Định Số Phận Của Mình. Trước hết, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Dân Thành Athens. Ngày kia, triết gia Aesopus, người Hy Lạp, ngồi bên vệ đường trước cổng thành Athens. Một người khách lạ tình cờ đi qua dừng lại hỏi ông như sau: Dân Thành Athens như thế nào? Triết gia bèn trả lời: Xin ông cho tôi biết ông đến từ đâu và dân tình ở đó như thế nào? Người khách lạ nhíu mày cằn nhằn: Tôi đến từ Argos, và dân Argos toàn là một lũ người láo khuyết, trộm cắp, cãi cọ suốt ngày. Một cách bình thản, triết gia Aesopus mỉm cười đáp: Tôi rất lấy làm buồn để báo cho ông biết rằng rồi ra ông sẽ thấy dân thành Athens còn tệ hơn thế nữa. Ngày hôm sau, một người khách lạ khác đi qua và cũng dừng lại đặt một câu hỏi: Dân thành Athens như thế nào? Người khách lạ ấy cũng cho biết mình đến từ Argos, là nơi mà ông cho là quê hương yêu dấu mà ông buộc lòng phải rời xa, bởi vì dân chúng Argos là những người rất dễ thương, dễ mến. Lần này, triết gia Aesopus cũng đồng tình với người khách lạ như sau: Này, ông bạn đáng mến, tôi rất vui mừng cho ông biết rằng ông sẽ nhận thấy dân thành Athens cũng dễ thương, dễ mến như thế. Thưa quý vị, câu chuyện mang tính cách ngụ ngôn trên đây muốn nói với chúng ta rằng cách thẩm định người khác tùy thuộc ở tình cảm của mỗi người. Cùng một con người ấy, cùng một khung cảnh ấy, nhưng có người ưa, có kẻ chê. Sự khác biệt trong cách thẩm định ấy thường không nằm trong người khác hoặc cảnh vật khác, mà chính là ở tâm trạng của mỗi người. Thi sĩ Nguyễn Du đã có lý khi bảo rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để có cái nhìn lạc quan về các biến cố và con người, nghĩa là chúng ta được mời gọi để luôn có cái nhìn tích cực về người khác và các biến cố. Một thất bại rủi ro xảy đến ư? Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương, dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. Chúng ta hãy làm như loài ong. Từ giữa bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, loài ong chỉ rút ra toàn mật ngọt. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã ghi lại trong nhật ký của Ngài như sau: Do bản chất, tôi vui vẻ và sẵn sàng chỉ thấy những khía cạnh tốt đẹp của sự vật và con người hơn là phê bình, chỉ trích và đưa ra những phán đoán độc hại. Mỗi một cử chỉ khiếm nhã đối với bất cứ ai, nhất là những người nghèo hèn, thấp kém, hoặc bất cứ một chỉ trích phá hoại nào đều làm cho tôi đau lòng. Rượu Tình Thương. Tình yêu của chàng ngon hơn rượu. Không có gì đem lại niềm vui cho người tin Chúa cho bằng mối tương giao với Chúa. Người ấy có loại thích thú của những người khác khi họ tìm được các mối giao hảo tình thương trong đời. Người ấy có thể vui mừng cả trong ân sủng của Chúa ban cũng như trong công việc Chúa giao. Nhưng đem tất cả những điều ấy cộng chung lại, người ấy vẫn chưa thấy niềm sung sướng cụ thể như khi được tâm giao với Chúa. Chúng ta có khi nào nếm được vị ngon ngọt trong cuộc tâm giao với Chúa không? Niềm vui của trần gian không hơn gì cám bã khi so với manna thiêng liêng của Chúa. Chúng ta thà có một miệng đầy tình thương của Chúa hay một hớp trong mối tâm giao với Chúa, còn hơn là có toàn thế gian này với những thú vui của xác thịt. Đối với hột gạo thì trấu có nghĩa gì đâu? Đối với viên kim cương, viên đá giả lóng lánh có nghĩa gì? Đối với thực tại vinh quang rực rỡ thì giấc mơ có nghĩa gì chăng? Những niềm vui cao quý nhất, trong sạch nhất, lâu bền nhất phải là trái cây sự sống ở chính giữa đại đàn phúc lạc của Chúa. Không có suối nào có được thứ nước ngon ngọt như giếng của Chúa, vì nó được đào bằng ngọn giáo của tên lính La Mã ngày xưa. Tất
tất cả những thú vui của trần thế đều thuộc về đất, nhưng niềm an ủi do sự hiện diện của Chúa giống như chính Ngài thuộc về trời. Chúng ta có thể xem lại cuộc tâm giao của mình với Chúa Giê-xu và thấy rằng trong đó không có gì đáng tiếc, cũng không có lúc nào trống rỗng vô vị cả. Trong thứ rượu của Chúa không có cặn bã, cũng không có xác những con ruồi chết nổi lên như rượu thường. Niềm vui của Chúa chắc chắn là bền bỉ. Qua kinh nghiệm của những người từng nếm vị ngọt của tình yêu Chúa trong đời tạm hay trong cõi vĩnh hằng sau này, cuộc tâm giao với Chúa mới xứng đáng gọi là niềm sung sướng duy nhất và chân thật. Để bổ dưỡng, an ủi, phấn khích và làm cho tươi mát, không có rượu nào sánh được với tình thương của Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, Leonardo da Vinci vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Giê-xu và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Judas phản bội. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Chúng ta quyết định số phận của mình. Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối, làm người mẫu vẽ Chúa Giê-xu. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng liền trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Giê-xu đã hiện ra trên bức vẽ. 6 năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ. Chỉ còn có Judas, người môn đệ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Họa sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình. Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, Da Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác. Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm, với mái tóc dài bẩn thỉu xõa xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hóa. Đúng, đây là Judas. Được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa tới Milan, nơi bức tranh đang được vẽ dang dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci, và họa sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo người lính gác: các ngươi đem hắn đi đi. Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nức lên: ôi ngài Da Vinci, hãy nhìn con, ngài không nhận ra con ư? Da Vinci quan sát kẻ mà 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ hầm ngục Roma. Tên tử tù kêu lên: ngài Vinci, hãy nhìn kỹ tôi chính là người mà 7 năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, câu chuyện này có thật, như bức tranh Bữa Tiệc Ly là có thật. Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Giê-xu, chỉ hơn 2.000 ngày đã tự biến mình thành hình tượng của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử. Tương lai không hề được định trước, chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sóng Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu vào lúc 20 giờ. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn vui vẻ, bình an. Mai Thiên thân ái tạm biệt.